Rất là nhiều người người ta nghĩ khi mà bị ung thư gần như là chúng ta sẽ không thể qua khỏi, hay người ta gọi là ung thư là một cái bản án tử hình đó, thì thật sự cái này quan niệm này là hoàn toàn không chính xác nha. Sự thật là có tới 1/3 các bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu như phát hiện và điều trị sớm. Đặc biệt bác sĩ Minh sẽ kể 5 loại ung thư ở đây. Nếu như mà mình phát hiện ở giai đoạn sớm thì mình sẽ điều trị gần như cái tỷ lệ mà sống khỏe mạnh là ít nhất là trên 90%. Đó là thứ nhất, ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tuyến giáp, ung thư da, và ung thư da. Đó là những bốn ung thư, đó là những cái loại ung thư mà gần như nếu phát hiện sớm thì cái tỷ lệ mà chúng ta có thể sống khỏe mạnh là trên 90%. Các bác anh chị nhớ giùm bác sĩ Minh nha. Nếu như mình có người quen hay có ai đó mà đang bị những cái này thì hãy tư vấn cho họ, hãy nói cho họ hiểu rõ cái vấn đề để họ đi điều trị sớm. Tại vì điều trị càng sớm thì cái tỷ lệ mà chúng ta có thể sống như một cái người bình thường nó sẽ tăng lên rất là cao.